Sách công vụ các sứ đồ. Đoạn 28. Sau khi được thoát nạn, chúng tôi mới biết rằng hòn đảo này tên là Manter. Dân địa phương tỏ ra đặc biệt tử tế với chúng tôi. Vì trời bắt đầu mưa và lạnh, nên họ đốt lửa lên và tiếp đón tất cả chúng tôi. Phaolô lượm một bó củi ném vào đống lửa thì một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn chặt vào tay ông. Khi dân địa phương thấy con rắn đeo trên tay Phaolô, thì nói với nhau, thật người này là tay giết người, cho nên dù thoát chết ngoài khơi mà công lý vẫn không cho phép sống. Nhưng Phaolô rải rắn lục vào lửa và chẳng bị đau đớn gì cả. Họ tưởng ông sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết ngay. Nhưng sau khi đợi một lúc, không thấy điều gì khác thường xảy ra họ lại đổi ý và nói rằng ông là một vị thần gần đó là lãnh địa của publiu tù trưởng đạo ấy tù trưởng mời và tiếp đãi chúng tôi cách niềm nở trong ba ngày lúc ấy thân phụ của publiu đang nằm trên giường vì bị cảm sốt và kiết lỵ paulo đến thăm cầu nguyện đặt tay trên ông và chữa lành khi việc này xảy ra Tất cả những người đau yếu trên đảo đều đến với phao lô và được chữa lành cả. Họ tỏ lòng quý trọng chúng tôi. Khi chúng tôi xuống tàu, họ còn cung cấp đồ cần dùng cho chúng tôi nữa. Ba tháng sau, chúng tôi đáp tàu có tên cua từ Alexandria đến, là tàu đã trú mùa đông tại đảo này. Chúng tôi đến Syracuse và ở lại đó ba ngày. Từ nơi đó, chúng tôi chạy vòng và đến Regium. Ngày hôm sau, gió Nam nổi lên, nên sau hai ngày, chúng tôi đến Phu Soler. Chúng tôi gặp các anh em ở đó. Họ mời chúng tôi ở lại với họ bảy ngày. Thế là chúng tôi đã đến Roma. Các anh em ở đó nghe tin chúng tôi đến, thì ra tận Forum Appiu và chỗ ba quán để đón. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và thêm can đảm. Khi chúng tôi vào thành Roma, Phaolô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau ba ngày, Phaolô mời các bậc lãnh đạo của người Do Thái đến. Khi họ họp lại, ông nói, Thưa anh em, dù không làm điều gì chống lại dân tộc hoặc phong tục của tổ phụ chúng ta, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Sau khi tra xét tôi, họ muốn trả tự do cho tôi vì thấy tôi không làm điều gì đáng chết. Nhưng người Do Thái phản đối nên tôi buộc phải khiếu nại lên xe xa, chứ tôi không có ý tố cáo dân tộc mình đâu. Vì lý do đó, tôi đã xin gặp và nói chuyện với anh em. Chính vì niềm hy vọng của dân Israel mà tôi mang xiềng xích này họ đáp chúng tôi không nhận được thư nào từ du đê nói về anh và cũng chẳng có anh em nào đến đây báo cáo hay là nói xấu về anh nữa tuy nhiên chúng tôi muốn biết anh suy nghĩ thế nào vì chúng tôi biết giáo phái này bị người ta chống đối khắp nơi sau khi định ngày gặp ông họ đến thăm ông tại nhà trọ rất đông từ sáng đến chiều ông cứ làm chứng và giải nghĩa cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời, lấy luật pháp môi xe và các lời tiên tri mà cố gắng thuyết phục họ về Đức Chúa Giêsu. Một số người chịu thuyết phục bởi lời ông giảng, còn số khác không chịu tin. Vì thế, họ bất đồng với nhau và ra về, nên Phaolô nói thêm lời này. Đức Thánh Linh đã phán thật đúng lắm khi Ngài dùng nhà tiên tri Esai phán với tổ phụ anh em rằng: hãy đi đến với dân này và nói các ngươi nghe mà chẳng hiểu gì các ngươi nhìn mà không thấy chi vì lòng dân này trở nên tối tăm tai họ nặng mắt họ nhắm e rằng mắt họ thấy được tai họ nghe được lòng họ hiểu được và họ trở lại để ta chữa lành chăng vậy hãy biết rằng sự cứu rỗi của đức chúa trời đã được truyền bá cho các dân ngoại và họ sẽ lắng nghe Phaolô ở trọn hai năm tại một nhà thuê. Ông tiếp đón mọi người đến thăm mình, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời và dạy về Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ một cách tự do, không bị ai ngăn cấm. Chương 2. Môi xe ra đời và được công chúa Pharaon cứu vớt. Bấy giờ có một người thuộc dòng họ Lê-vi cưới một cô gái lê vi làm vợ nàng thụ thai và sinh một con trai thấy đứa bé kháu khỉnh nàng đem đi giấu trong ba tháng khi không thể giấu lâu hơn được nàng lấy một cái thúng bằng cói chét chai và nhựa thông đặt đứa bé vào đó rồi đem thả giữa đám sậy ven sông chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng em mình công chúa pharaon xuống sông tắm còn các nữ tỳ đi dạo dọc bờ sông công chúa phát hiện một cái thúng bằng cói giữa đám sậy, liền sai nữ tỳ vớt lên. Khi mở thúng ra, công chúa thấy đứa trẻ, một bé trai, đang khóc. Cảm thương cho đứa bé, nàng nói, bé này chắc là một trong những đứa con của người Hebrew. Chị đứa bé nói với công chúa, tôi có thể đi tìm một người vú trong số những người đàn bà Hebrew để nuôi đứa trẻ cho bà không? Công chúa Pharaon đáp, hãy đi đi cô gái đi gọi mẹ của đứa bé đến công chúa nói hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta rồi ta sẽ trả tiền công cho người đàn bà ẵm đứa trẻ về nuôi dưỡng khi đứa trẻ đã lớn khôn người mẹ đem nó vào cho công chúa nàng nhận làm con và đặt tên là môi xe vì nàng nói ta đã vớt nó ra khỏi nước môi xe trốn qua madian một hôm, khi môi xe đã trưởng thành, ông đi ra ngoài, tìm đến đồng bào mình và thấy công việc nhọc nhằn của họ. Ông cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Hebrew là anh em mình. Nhìn quanh không thấy ai, môi xe liền giết người Ai Cập đó rồi vùi xác trong cát. Ngày hôm sau, môi xe lại ra ngoài và thấy hai người Hebrew đang đánh nhau. Ông nói với người có lỗi rằng, sao anh đánh đồng bào mình? người đó trả lời ai đã lập ông làm người cai trị và thẩm phán trên chúng tôi có phải ông cũng muốn giết tôi như đã giết tên ai cập kia chăng môi xe sợ và nghĩ rằng chắc chắn việc này đã bị lộ rồi nghe được chuyện này pharaon tìm giết môi xe nhưng môi xe trốn khỏi pharaon ông dừng chân trong xứ madian và ngồi bên một giếng nước thầy tế lễ madian có bảy cô con gái các cô ấy đến giếng múc nước đổ đầy máng cho bầy gia súc của cha mình uống. Có một bọn chăn chiên đến đuổi các cô đi, nhưng môi xe đứng ra bênh vực các cô và cho bầy gia súc uống nước. Khi các cô trở về nhà cha mình là Rê Uên, thì người cha hỏi, sao hôm nay các con về sớm vậy? Họ thưa, có một người Ai Cập đã cứu chúng con khỏi tay bọn chăn chiên lại còn múc nước cho bầy chiên uống nữa. Người cha hỏi tiếp, người đó bây giờ ở đâu? Sao các con lại bỏ người ta vậy? Hãy mời người đó về dùng bữa. Môi xe bằng lòng ở lại với Reuen và ông gà Sephora con gái mình cho môi xe. Nàng sinh một con trai và môi xe đặt tên là Gẹt Xôm vì ông nói tôi kiểu ngụ trên đất khách. Sau một thời gian dài, vua Ai Cập qua đời, dân Israel than thở kêu van dưới ách nô lệ, tiếng ta thán của họ thấu đến Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở của họ và nhớ lại giao ước đã kết lập với Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái đến dân Israel và thấu hiểu cảnh ngộ của họ. Chương 3 Đức Chúa Trời kêu gọi môi xe từ bụi gai cháy. Bấy giờ, môi xe đang chăn bảy chiên cho dê chô, ông gia mình, là thầy tế lễ xứ Mandian. Ông dẫn bảy chiên qua bên kia hoang mạc và đến Hô là núi của Đức Chúa Trời. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa một bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai cháy nhưng không hề tàn. Môi xe tự nhủ ta phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này. Tại sao bụi gai không hề bị thiêu rụi? Đức Giê-hô-va thấy ông đến gần để xem. Đức Chúa Trời từ giữa bụi gai gọi. Hỡi môi xe, môi xe. Ông thưa rằng, có con đây. Đức Chúa Trời phán, đừng đến gần. Hãy cởi dép khỏi chân con, vì chỗ con đang đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại phán, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Môi xe liền che mặt vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán, ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của họ. Ta ngự xuống để giải cứu dân này khỏi tay người Ai Cập đem họ ra khỏi xứ ấy, đưa đến một vùng đất tốt đẹp và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi ở của dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pheresit, dân Hevit và dân Jebusit. Này, tiếng kêu than của dân Israel đã thấu đến ta, ta đã thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, ta sẽ sai con đến Pharaon, để con đem dân ta là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng môi xe thưa với Đức Chúa Trời rằng, con là ai mà dám đến với Pharaon và đem dân Israel ra khỏi Ai Cập? Đức Chúa Trời phán, ta sẽ ở với con. Đây là dấu hiệu để con biết rằng, ta đã sai con đi. Khi con đã đem dân chúng ra khỏi Ai Cập rồi, thì các con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên núi này. Môi xe thưa với Đức Chúa Trời, nếu con đi đến với dân israel và nói với họ đức chúa trời của tổ phụ anh em sai tôi đến với anh em và họ hỏi con tên ngài là gì thì con sẽ nói với họ thế nào đức chúa trời phán ta là đấng tự hữu hằng hữu ngài lại phán hãy nói với dân israel rằng đấng tự hữu đã sai tôi đến với anh em Môi xe đến với dân Israel và Pharaon. Đức Chúa Trời lại phán với Môi xe. Còn hãy nói với dân Israel thế này. Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đây là danh đời đời của ta, là danh ghi nhớ qua mọi thế hệ hãy đi triệu tập các trưởng lão Israel lại và nói với họ rằng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ông, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob đã hiện ra với tôi và phán ta đã thật sự quan tâm đến các con và thấy những điều người ta đối xử với các con tại Ai Cập. Ta hứa rằng ta sẽ đưa các con ra khỏi cảnh khổ đau tại Ai Cập và đem các con vào đất của dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pheresit, dân Hevit và dân Jebusit là vùng đất đượm sữa và mật. Họ sẽ vâng theo lời con. Vậy con và các trưởng lão Israel hãy đi ý kiến vua Ai Cập và nói rằng Jehovah Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã hiện ra với chúng tôi. Bây giờ, xin bệ hạ cho chúng tôi đi ba ngày đường vào hoang mạc để dâng sinh tế cho Jehovah Đức Chúa trời chúng tôi. Tuy nhiên ta biết rằng vua Ai cập sẽ chẳng bao giờ cho các con đi nếu không có bàn tay quyền năng can thiệp. Vì vậy ta sẽ ra tay trừng phạt Ai cập bằng các phép lạ mà ta sẽ làm giữa xứ đó và rồi họ sẽ cho các con đi. Ta sẽ làm cho dân này được ơn dưới mắt người Ai cập để khi ra đi các con sẽ chẳng ra đi tay không. Nhưng mỗi phụ nữ sẽ xin người lân cận và người nữ tạm trú trong nhà mình các món đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo rồi mặc vào cho con trai con gái mình. Như thế các con sẽ tước đoạt của cải người Ai Cập. Thi Thiên 12 đức chúa trời giải cứu khỏi kẻ gian ác thi thiên của david sáng tác cho nhạc trưởng theo giọng trầm đức va ôi xin cứu chúng con vì người tiên kính không còn nữa người trung tín đã biến mất khỏi con cái loài người chúng dùng lời dối trá mà trò chuyện với nhau lấy môi nói như lời dua nịnh mà lòng thì dối gạt Đức Giê-hô-va sẽ diệt tất cả môi rua nịnh và lưỡi khoác lác của những kẻ nói rằng nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ thắng thế, môi chúng ta thuộc về chúng ta, ai là chủ của chúng ta? Vì người khốn cùng bị áp bức và kẻ thiếu thốn rên xiết, nên Đức Giê-hô-va phán, bây giờ ta sẽ đứng dậy, đặt họ nơi yên ổn mà họ ước mong. Lời hứa của Đức Giê-hô-va là lời thanh sạch giống như bạc đã luyện trong lò bằng gốm, tinh luyện đến bảy lần. Lạy Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ gìn giữ những người khốn cùng, Ngài luôn bảo vệ họ khỏi thế hệ này. Kẻ ác đi nghênh ngang khắp nơi khi điều đồi bại được tôn cao giữa loài người. Châm ngôn chương 18 Kẻ lập dị tìm kiếm điều mình ưa thích, bất chấp lời khôn ngoan thật. Kẻ ngu dại không ưa thích sự thông sáng, nhưng chỉ muốn bày tỏ ý kiến mình. Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến và sự sỉ nhục đồng hành với điều nhuốc nhơ. Lời nói từ miệng loài người như nước sâu thăm thẳm, nguồn khôn ngoan như suối nước tuôn tràn. Thiên vị kẻ ác để ức hiếp người công chính trong khi xét xử là điều không đúng. Môi kẻ ngu dại gây ra cuộc tranh cãi, miệng nó xúi dục chuyện đánh nhau. Miệng kẻ ngu dại làm nó suy sụp. Môi nó là cạm bẫy của linh hồn mình. Lời kẻ mách lẻo như miếng ăn ngon, nó thấu xuống ruột gan. Kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hoại danh đức jehovah là một pháo đài kiên cố người công chính chạy đến đó tìm được nơi trú ẩn an toàn tài sản người giàu là thành trì kiên cố của người là bức tường cao trong trí tưởng tượng của người ấy lòng tự cao đi trước sự suy bại nhưng sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng trả lời trước khi nghe đó là sự điên dại và hồ thẹn cho ai làm như vậy tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được lòng người thông sáng đón nhận tri thức tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết tặng vật của một người dọn đường cho người ấy và dẫn người đến trước mặt kẻ quyền thế bên tiên cáo cứ cho mình là đúng nhưng khi bên kia đến đối chất mới rõ đúng sai việc bắt thăm chấm dứt điều tranh tụng và phân giải giữa những kẻ có quyền thế lấy lòng một anh em đã bị làm mếch lòng khó hơn đánh chiếm một thành kiên cố sự tranh chấp như thế giống như then cửa đền đài bụng được no nê do bông trái của miệng hoa lợi đôi môi làm cho người no đủ sống chết do nơi quyền của lưỡi người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va. Người nghèo khẩn khoản này xin, còn kẻ giàu thì trả lời thô lỗ. Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại, nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.